phẫu thuật tạo hình ngực là phương pháp làm đẹp ngày càng được nhiều chị em phụ nữ lựa chọn. Theo thống kê tại Mỹ, đây là phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ được thực hiện nhiều thứ hai sau phẫu thuật hút mỡ. Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, phẫu thuật tạo hình ngực cũng phát triển một cách nhanh chóng. Thưa quý vị, ngực là biểu hiện của sự nữ tính mang đến sự tự tin cho người phụ nữ. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, có nhiều chị em phải cắt bỏ ngực do tai nạn hoặc điều trị bệnh lý ung thư. Hoặc bên cạnh đó, nhiều chị em cũng tự ti với vòng một của mình và mong muốn là sẽ được tạo hình ngực để tự tin hơn trong giao tiếp cũng như là trong cuộc sống. Nhưng làm thế nào để tạo hình ngực vừa có tính thẩm mỹ, vừa đảm bảo an toàn và có những rủi ro gì sẽ phát sinh trong quá trình tạo hình ngực? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vấn đề trên. Xin mời quý vị cùng gặp gặp gỡ và trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Hiếu Liêm, trưởng Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trưởng đơn vị Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Gia Liễu, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Chào Phương Nguyên, chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Nụ Cười Ngày Mới. Dạ thưa bác sĩ, phẫu thuật tạo hình ngực có phải là một can thiệp y khoa phức tạp không ạ? À? Khi chúng ta đánh giá là một cái thủ thuật can thiệp y khoa phức tạp á, thì nó sẽ phụ thuộc vô rất là nhiều yếu tố. Yếu tố phụ thuộc vô là tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, yếu tố phụ thuộc vô rằng là cái phương pháp phụ thuộc chúng ta như thế nào. Thế thì đối với cái vấn đề là phẫu thuộc tạo hình thẩm mỹ vùng ngực, nếu là một cái tạo hình cho ngực đã bị khiếm khuyết, thì cái phương pháp đó là phức tạp, là lâu. À, tuy nhiên cái kết quả nhận được thì đôi khi nó cũng không như mong muốn của các bệnh nhân là bởi vì nó bị mất đi, chúng ta tái tạo lại. Còn đối với cái nhóm phẫu thuộc thẩm mỹ vùng ngực thì thường là một cái thủ thuật nó đơn giản hơn cái nhóm kia nhưng mà kết quả nó cho liền lập tức tức thì và phần lớn sẽ là đẹp sẽ hấp dẫn và hài lòng đối với các chị em phụ nữ hiện nay các phương pháp tạo hình ngực đang được thực hiện tại Việt Nam thì bao gồm có những phương pháp nào ạ thì hiện giờ nhìn chung là có hai phương pháp chính phương pháp thứ nhất là đặt một cái túi độn được làm sẵn đưa vào và phương pháp thứ hai là sử dụng mở tự thân chuyển từ vị trí này sang vị trí lên vùng ngực thông thường thì phương pháp thứ nhất á thì nó có rất là nhiều sai rất là nhiều kích thước rất là nhiều hình dạng cho nên thường sẽ đem lại một cái hiệu quả tức thì một cái hiệu quả mong muốn của các khách hàng mong muốn cải thiện vòng một một cách đầy đặn gợi cảm còn phương pháp thứ hai tức là chúng ta dịch chuyển mở từ vị trí này sang vị trí khác thì trên thế giới hiện giờ họ sử dụng không phải chủ yếu là để làm nâng lên to hơn mà phần lớn họ chủ yếu để sử dụng đổ lại cái khuôn ngực bồi vào những cái khiếm khuyết ở vùng ngực còn bị chưa đầy đặn thì nó sẽ ổn định hơn. À, lý do vì sao là bởi vì khi chúng ta chuyển mỡ từ vùng này sang vùng khác á thì liệu mỡ sẽ sống được bao nhiêu phần trăm. Hầu như là khi mà can thiệp để cải thiện vòng 1 thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến đặt túi ngực. Vậy ngoài ưu điểm là bác sĩ vừa kể thì có nhiều sai có nhiều kích thước khác nhau để lựa chọn thì còn những ưu và khuyết điểm nào so với phương pháp còn lại Giống như phương uyên nói đó thì nó đều có những cái ưu điểm và những cái nhược điểm riêng thì bây giờ chúng ta sẽ bàn về cái phương pháp độ ngực trước Ở đối với phương pháp độ ngực thì điều thuận lợi đầu tiên đó nó sẽ có nhiều sai nhiều kích thước nhiều hình dáng như hình dạng tự nhiên hay hình dạng tròn vân vân và nhiều chất liệu để khách hàng có thể lựa chọn tùy theo từng cái khuôn ngực chúng ta đo chiều dài rồi đường tuyến ức đến núm vú bao nhiêu rồi khoảng cách lồng ngực bao nhiêu mà chúng ta chọn một cái phù hợp đối với từng khách hàng. Và như vậy khi gọi là từ phù hợp đối với khách hàng á thì khách hàng sẽ phù hợp à tôi muốn to, tôi muốn nhỏ, tôi muốn có khe hay tôi muốn tràn ra bên nách chẳng hạn như vậy thì cái túi độ ngực nó sẽ phù hợp với ý kiến này. Thì cái thủ thuật mà đặt túi độ ngực á, qua đường nách hay qua đường quần vú hay qua đường nếp dưới vú thì thông thường là một thủ thuật đơn giản, nó không có quá phức tạp. Đầu tiên sẽ tạo một cái khoang. Cái khoang này ngay dưới tuyến vú hoặc là ngay dưới cơ ngực lớn và sau đó chúng ta đưa cái túi ngực này vào thì hoàn chỉnh một cái thủ thuật để đặt túi ngực thêm một cái thuận lợi nữa là vào thời điểm này khi mà các cái công nghệ trên thế giới ra đời như cái gel bám dính tốt á thì phương Yêu hình dung ra là không chỉ có to đâu mà cái vỏ bao nó rất bền vững mặc dù vỏ bao bền vững nhưng mà cái gel á, nó lại rất là mềm mại mình chạm vô rất là nhẹ nhàng tự nhiên thì đó là những cái thuận lợi của cái phương pháp đặt túi độ ngực tuy nhiên thì thật ra nó cũng có một cái nhược điểm riêng chẳng hạn như lâu lâu thì chúng ta cũng nghe khách hàng than phiền rằng là bị dị ứng thì thật ra cái chuyện dị ứng do với túi ngực á nếu như những cái túi mà được FDA chấp nhận trên toàn thế giới sử dụng á thì hiếm thì cho nên là đôi khi các bác sĩ cũng cần phải coi lại đôi khi nó nhiễm khuẩn chút xíu mình cũng nói là dị ứng thì cũng không đúng lắm nhưng nhìn chung lại đối với cá nhân của riêng bác sĩ Liêm thì thấy rằng là phương pháp đặt túi ngực là một phương pháp chuẩn mực an toàn và có được một kết quả ngay lập tức còn với cái mở tự thân thì phương uy nghĩ là sẽ có ưu điểm như là mở tự thân thì sẽ an toàn tại vì không có đào thải và bên cạnh đó thì cũng mềm mại hơn đúng không ạ à? nhưng hiện nay phương uy thấy các cơ sở làm đẹp á là còn quảng cáo về vấn đề ờ uh, tính chất làm đầy ừ. ý kiến của bác sĩ như thế nào về vấn đề này câu hỏi phương uyên đặt ra thì nó có hai phần là mở tự thân và chất làm đầy thì bác sĩ liêm xin nói ngay lập tức là chất làm đầy hiện giờ là fda không có công nhận chất làm đầy nào được tiêm vào vùng ngực. Trước đây thì có đó, nhưng là sau đó là rất là nhiều biến chứng xảy ra. Và hiện tại là chưa có bất kỳ một chất filler nào được sử dụng ở vùng ngực. Cho nên chị em thấy rằng là những cơ sở thẩm mỹ khuyến khích chị em bơm cái này, bơm cái kia vào thì phải hết sức cẩn thận. Và hiện giờ là không được phép. Còn chuyện thứ hai là cái mở tự thân là một chất liệu sinh học tương hợp với chính bạn. Cho nên đầu tiên là nó an toàn. Tuy nhiên, rằng là chúng ta thấy rằng là để chúng ta lấy được một cái khối lượng mở lớn để cấy lên hài lòng đối với chúng ta cho ngực nó tăng á thì chúng ta biết là mỡ là tế bào mỡ tế bào mỡ là tế bào sinh học được nuôi dưỡng bởi mạch máu oxy chất dinh dưỡng chúng ta chuyển từ vùng khác lên thì chúng ta đã cắt đi cái nguồn nuôi của nó rồi khi chúng ta đặt vào vùng ngực á thì theo các nghiên cứu phải mất 96 giờ đồng hồ thì mạch máu mới đến nuôi dưỡng được thì trong 96 giờ đồng hồ đó tế bào mỡ có thể chết đi và đặc biệt là khi chúng ta cấy một khối lượng lớn thì các bạn hình dung ra là cái lõi trung tâm mỡ ở giữa đó nó sẽ bị chết và như vậy nó sẽ hình thành những cái hoại tử ở tồn tại ở trong đó cho nên thường á cái chương phương pháp cấy mở thì thường dùng cho cái ngực á, cần làm đầy một cách nhẹ nhàng thôi chứ không lên khoảng là 208 300 300 cc giống như túi ngực được là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai nếu như chúng ta cần thiết để làm to hơn thì chúng ta phải làm nhiều lần à thí dụ như 3 tháng chúng ta làm một chút, 3 tháng chúng ta làm một chút thì đến tầm khoảng là 3 lần như vậy thì chúng ta đạt được cái độ chúng ta mong muốn thì mở lúc đó mới có thể sống được nhưng nó còn tùy thuộc vô cơ địa của khách hàng nữa. Thí dụ như cơ địa khách hàng á là có một cái da nó mềm mại, nó lỏng lẻo thì mở nó phù hợp. Nhưng mà thí dụ như da mà không có thì các bạn hình dung ra là mở đưa vô nó không giống như túi ngực nó đẩy lên được mà nó bị bẹt ra cho nên để quyết định phương pháp nào thì cần phải đến bác sĩ chuyên ngành để được khám chẩn đoán tư vấn một cách cụ thể. Và như Phương Yên chia sẻ từ đầu chương trình là do vấn đề tạo hình ngực được rất là nhiều các chị em phụ nữ quan tâm. Cho nên trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng nhận được khá nhiều thư của khán giả gửi về cho chương trình. Sau đây xin mời bác sĩ và quý vị khán giả cùng đến với những thắc mắc. Chào bác sĩ, lúc dậy thì em bị suy nhược cơ thể nên cân nặng có phần hạn chế, vòng 1 cũng vì thế mà teo nhỏ đi. Hiện nay khi vào đại học, cân nặng của em đã được cải thiện đáng kể, nhưng chẳng hiểu sao vòng 1 chẳng có biến chuyển gì cả. Điều này làm em cảm thấy rất tự ti. Một số người bạn khuyên em đi phẫu thuật tạo hình ngực để cải thiện kích cỡ. Em muốn hỏi liệu phẫu thuật tạo hình ngực có cải thiện được kích thước vòng 1 nhiều không và em can thiệp ở độ tuổi này thì có ảnh hưởng gì không? Em xin cảm ơn. Cảm ơn khán giả ở Hóc Môn đã gửi thư về. Dạ, bạn năm nay 19 tuổi và nhờ bác sĩ tư vấn ạ. À. Câu hỏi của bạn thì chúng tôi là những bác sĩ chuyên ngành thì cũng thường xuyên gặp những cái tình trạng như thế này. Và chúng ta thấy thế này, cái tình trạng khuôn ngực á, mà muốn đầy đặn hay là bị khiếm khuyết á, thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thì trong đó có yếu tố về di truyền, có yếu tố về thể trạng, có yếu tố về cân nặng, có yếu tố về dinh dưỡng. Và vào thời điểm này á, thì người của bạn nhỏ khi bạn đã 18 tuổi thì chúng ta thấy rằng là chẩn đoán ngay đây là một cái tình trạng nhỏ ngực bẩm sinh và như ban đầu này giờ chúng ta trao đổi với nhau thì có hai cái phương pháp để có thể cải thiện cái vòng một này thì cái phương pháp thông thường nhất mà thật sự nếu như tôi được khám trực tiếp thì thường thì bác sĩ Liêm sẽ khuyên các bạn chọn ngay phương pháp đầu tiên là phương pháp mà dùng túi độ ngực một cách an toàn bởi vì sao bởi vì cái phương pháp này đó nó khá là đơn giản nó chỉ đi qua những cái đường nhưng chúng ta chọn như là đường nách đường nếp dưới vú đối với bạn khi chưa có gia đình thì cái đường quần vú sẽ không được sử dụng thì như vậy khi mà đầy đặn cái túi ngực được đưa vô thì bạn sẽ có một cái vòng ngực cải thiện đẹp đầy đặn đôi khi một chút sexy gợi cảm ngay lập tức đối với bạn À, còn cái phương pháp cái mở thì phải coi lại rằng là bạn có mở không thì thường các bác sĩ sẽ sử dụng cái phương pháp cái mở giống như là một cái đệm thôi, một cái khiếm khuyết thôi. Thông thường chúng ta thấy hai bên không có một cái gì là đều nhau cả, nhưng mà bên này một chút, bên kia một chút thì mở sẽ hỗ trợ chúng ta đệm vô để làm cho đầy đặn hai bên khuôn ngực. Về lứa tuổi á, thì trên thế giới có cái chỉ định là thực hiện cái thủ thuật mà nâng ngực á, khi mà bạn ở độ tuổi trưởng thành. Trưởng thành ở đây có nghĩa là trưởng thành về mặt thể chất và trưởng thành về mặt à, tâm thần trưởng thành về mặt chất á, thì bây giờ bạn là sinh viên đại học rồi trên 18 tuổi rồi thì tôi nghĩ rằng là đó là hoàn toàn thời điểm hợp lý còn trưởng thành về mặt tinh thần có nghĩa là bạn đủ khả năng chịu trách nhiệm về những quyết định mà bạn đưa ra có nghĩa là bạn quyết định đặt ngực là bạn hoàn toàn chịu nhiệm về quyết định này cho nên bây giờ tôi thấy bạn đang là, là sinh viên thì bạn là hoàn toàn đủ điều kiện để thực hiện khi vấn đề đặt ngược vào thời điểm này và cảm ơn những thắc mắc mà khán giả đã gửi về hy vọng rằng quý vị sẽ tìm được những cơ sở uy tín và cải thiện vòng một của mình dù là về vấn đề thẩm mỹ hay là sức khỏe để các chị em phụ nữ của chúng ta luôn có thể tự tin nhất trong cuộc sống và vậy thì bác sĩ ơi khi mà chúng ta thực hiện tạo hình ngực thì các chị em phải đối mặt với những rủi ro gì ạ phải nói ngay rằng là không có một cái thủ thuật nào là không có rủi ro rủi ro ít hay rủi ro nhiều mà thôi rủi ro đó đến từ là phương pháp KT. tê hay phương pháp gây mê rủi ro đến từ là có tình trạng nhiễm khuẩn tụ dịch hay không vân vân để tránh được những cái rủi ro này thì điều đầu tiên bác sĩ liêm khuyên tất cả chúng ta rằng là phải tìm được một bác sĩ mà bác sĩ đó đúng là bác sĩ chuyên ngành có kinh nghiệm về chuyên ngành phẫu thuật tạm thẩm mỹ bởi vì chúng ta thấy hiện nay đặc biệt là về vấn đề làm đẹp thì tràn lan trên mạng xã hội và tràn lan trên tất cả các nẻo đường mà chúng ta thấy được thì chúng ta phải nhận định cho rõ được vấn đề này cái thứ hai là chúng ta phải tìm cho được một cơ sở đầy đủ uy tín hiện nay chúng ta thấy thì cũng có rất là nhiều cái nơi mà giả mạo để có thể thực hiện những thủ thuật này và điều cuối cùng hoàn toàn tùy thuộc vô tình trạng sức khỏe tùy thuộc vào tình trạng hiện tại của các bạn và các bác sĩ chúng tôi sẽ có những cái xét nghiệm trước khi tiến hành phẫu thuật như vậy tất cả những vấn đề này nếu chúng ta hạn chế được thì những rủi ro sẽ được hạn chế rất nhiều trong quá trình mà chúng ta thực hiện các thủ thuật làm đẹp nói chung và thủ thuật cái vấn đề mà nâng ngực nó riêng và nhiều phụ nữ cũng thắc mắc là sau khi tạo hình ngực thì liệu có còn cảm giác như ban đầu hay không ạ? À? quay trở lại cái vấn đề chúng ta chia thành hai nhóm nếu như rằng là phẫu thuật tạo hình ngực mà sau ung thư hay sau những cái khiếm khuyết mất ngực á thì phần lớn chúng ta đòi hỏi cái cảm giác ngay từ ban đầu là không ổn giống như này trình bày là chúng ta chuyển từ một cái vạt da ở vùng lưng hoặc một vạt da ở vùng bụng lên lại vùng ngực á thì cái cảm giác nó sẽ không như cái vùng ngực nguyên vẹn cho nên rằng là chúng ta sẽ hiểu rằng là chúng ta sẽ không đạt được cái chuẩn đó còn nếu như mà chúng ta là phụ thuộc thẩm mỹ nâng ngực để đẹp hơn á thì cảm giác gần như là hoàn toàn bình thường bởi vì chúng ta không có cắt đi bất kỳ một cái thần kinh cảm giác nào cả những cái đường cắt nó chỉ khoảng 3 cm thôi thì chúng ta đưa túi ngực vào thì cái cảm giác hoàn toàn là bình thường dù cho là chúng ta đi đường nách đường quần vú hay đường nếp dưới vú thì cảm giác hoàn toàn bình thường nó chung có thể là mất đi trong khoảng 3 đến sáu tháng đầu thôi nhưng chắc chắn sau đó sẽ được phục hồi nguyên cái cảm giác nguyên vẹn nhiều chị em băn khoăn đó là nghe nói sau khi phẫu thuật thẩm mỹ để tạo hình ngực xong thì sẽ không thể nuôi con bằng sữa mẹ bởi vì có thể làm hư ngực hoặc là không có tuyến tính sữa để nuôi con thì quan niệm này có chính xác hay không ạ? À? Câu hỏi này được đặt ra đối với cái vấn đề tạo hình ngược sau ung thư hay tai nạn chấn thương thì chúng ta thấy rằng là khi đó chúng ta đã cắt cái tuyến vú rồi. mà tuyến vú là có tuyến vú để tạo sữa thì chắc chắn là không có sữa. Còn nếu như mà chúng ta chọn giải pháp rằng là phụ thuộc thẩm mỹ để cải thiện vòng 1 thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta bảo toàn được toàn bộ tuyến sữa thì vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn không cần phải quan tâm đến nhiều bởi vì chúng ta không có động chạm gì đến đó cả Như vậy thông thường hiện giờ chúng ta có ba cái con đường vào để phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực đó là đường nách, đường quần vú và đường đếp dưới vú. Rõ ràng là trong ba đường này thì chỉ có đường quần vú sẽ đi ngang qua cái tuyến vú đi ngang qua tuyến sữa cho nên là khi một phụ nữ dự định có sinh em bé nữa dự định cho con bú bằng sữa mẹ nữa thì các bác sĩ sẽ chống chỉ định ở cái đường quần vú còn đường nách và đường nếp dưới vú là an toàn tuyệt đối chúng ta sẽ đi vào một cách nhẹ nhàng và không gây tổn hại gì đến tuyến vú cả còn khi mà chúng ta đã có gia đình rồi đã có em bé rồi và không muốn sinh con nữa thì nếu như vẫn mong muốn đi đường quần vú thì chúng ta sẽ chọn đường này như là một cái đường để giấu sẹo tuyệt đối thì thật ra tại sao chúng ta có ba đường như vậy bởi vì ba cái con đường này nó thuận lợi và bất lợi ngang như nhau cho nên nó không có nổi trội một con đường nào ổn định cả thí dụ như bạn muốn đi đường quần vú tại sao như vậy là bởi vì cái đường quần vú á cái vết sẹo ngay đường quần vú của mình thôi nhưng mà lại chống chỉ định khi mà mình chưa có gia đình hay chưa có con còn trên thế giới á thì phần lớn họ chọn đường nếp dưới vú Đường nếp dưới vú là một đường an toàn nhất. Người ta nói rằng là thí dụ như tôi có mổ hai đường kia có chuyện gì xảy ra thì cũng phải mổ cái đường nếp dưới vú để xử lý. Đôi khi các chị em thấy rằng là tự nhiên tôi ngay dưới ngực tôi có một cái đường thì tôi không chịu. Nhưng thật ra cái đường này nó cũng bị che khuất đi bởi cái bầu ngực của mình khi trẻ xuống đồi. Còn đường nách đó, thì nhiều chị em cũng chọn. Nhưng mà chị em lưu ý rằng là khi mà có một vết rạch thì luôn luôn sẽ để lại sẹo thì đôi khi chị em mặc áo hở nách để cho gợi cảm thì đôi khi thấy cái đường sẹo đó thì khi thấy đường sẹo đó thì gần như 90% mọi người biết rằng là cô đã nâng ngực chẳng hạn như vậy thì cho nên rằng là ba đường này nó thuận lợi và bất lợi như nhau cho nên là bác sĩ phải tư vấn cho khách hàng và khách hàng là người quyết định mình chọn đường nào thì sau phẫu thuật tạo hình ngực thì chúng ta cần được chăm sóc như thế nào thưa bác sĩ điều đầu tiên các bác sĩ trong chuyên ngành này luôn luôn khuyên khách hàng của mình là phải mặc một cái áo định hình thậm chí là khách hàng luôn luôn được tặng miễn phí cái áo ngực định hình đầu tiên để có thể mặc từ 1 đến 2 tháng. Thì cái áo định hình nó có tác dụng gì ạ? Chúng ta thấy rằng là cái thủ thuật này sẽ bóc tách tạo một cái khoang và đặt một cái túi ngực vô thì trong giai đoạn nếu ta không định hình thì túi ngực có thể bị xê dịch di chuyển. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ cố định lại cái vùng ngực bằng cái áo định hình chuyên biệt vào thời điểm này. Cái thứ hai á là tuyệt đối lúc này là không có bia rượu thuốc lá trong thời điểm này ít nhất cũng tầm khoảng 2 đến 3 tháng. Bởi vì những chất kích thích sẽ làm tăng sinh mạch máu nhiều ở vị trí này và làm cho cái vết sẹo nó không được đẹp lúc này à, và sau đó thì một số chị em có hỏi thăm là việc massage như thế nào thì thật sự mà nói cho đến giờ là sau khi đặt ngược sâu nếu ổn định thì không cần thiết phải massage ở vị trí này còn lại các anh chị lưu ý rằng là rõ ràng là dù đường nào đi chăng nữa thì cũng có vết cắt là vết sẹo thì các bác sĩ đúng chuyên ngành họ sẽ khuyên bôi thuốc chống sẹo ngay từ giờ zero có nghĩa là kiểm soát vết sẹo ngay từ ban đầu vừa mổ xong đã bắt đầu bôi chống sẹo rồi thì bôi chống sẹo là từ 3 đến 6 tháng à, các quý vị nhớ từ 3 đến 6 tháng chứ không phải một hai tháng nha bởi vì quá trình liền thương là kéo dài đến 6 tháng và như vậy chúng ta sẽ có một vết sẹo đẹp đó là những cái vấn đề chăm sóc đôi khi vấn đề chăm sóc còn liên quan đến vấn đề mà các bạn hỏi là chúng ta tập gym như thế nào hay vận động như thế nào thì trong hai tháng đầu tiên bác sĩ liêm khuyên các bạn là tập cũng được nhưng thật sự là nhẹ nhàng à, hết sức nhẹ nhàng sau từ bán thứ ba trở lên thì các bạn thì tập lại bình thường bởi vì chúng ta thấy rằng là sao ạ hồi nãy tôi nói rằng là cái thủ thuật này có thể đặt dưới cơ tức là có một cái cơ gọi là cơ ngực lớn khi túi ngực đặt thì các bạn giơ tay giơ chân lên thì cái cơ nó kéo lên và như vậy túi ngực nó có thể bị si dịch cho nên trong khoảng 1-2 tháng đầu chúng ta tập những động tác chân, những động tác hít thở, khoan vội đưa tay lên đưa tay xuống trong thời gian đầu tiên này. Cùng với những chia sẻ của bác sĩ, sau đây là những lưu ý mà chương trình dành cho quý vị. Lưu ý khi tạo hình ngực. Lựa chọn bác sĩ kinh nghiệm, cơ sở y tế uy tín. Chọn túi ngực phù hợp. Chuẩn bị kỹ lưỡng trước phẫu thuật. Chăm sóc hậu phẫu cẩn thận, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ và hy vọng rằng với những thông tin vừa rồi, thì quý vị khán giả cũng đã có thêm cho mình những kiến thức bổ ích về cách tạo hình ngực dành cho các chị em nào mong muốn thẩm mỹ cũng như là tái tạo lại khuôn ngực dành cho những bệnh nhân sau tai nạn, bỏng hoặc ung thư để các chị em luôn lấy được vẻ tự tin, xinh đẹp của mình trong cuộc sống. Cảm ơn Phương Nguyên và xin cảm ơn tất cả các quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.